Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình, và hôm nay ẩm thực miền quê mình chia sẻ với các bạn lợi ích của hoa chuối đối với sức khỏe các bạn nhé. Các bạn biết rằng hoa chuối thì chúng ta thường hay cắt bỏ đi nấu cho lợn ăn, nhưng bây giờ hoa chuối chúng ta có thể nấu các món ăn rất là ngon. Các bạn có thể làm lộn cho ngày hè rất là ngọt mát, hay là chúng ta có thể xào nấu canh, làm gỏi và nhiều món mà chúng ta có thể dùng hoa chuối để chúng ta ăn nhé. Hoa chuối hay còn gọi là bắp chuối, bi chuối được nhiều người ưa chuộng trong việc làm những món ăn ngon. Bên cạnh đó, nó còn có rất là nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết đến. Với video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn và các bạn sẽ biết được lợi ích của hoa chuối đối với sức khỏe của chúng ta như thế nào. Lợi ích thứ nhất mà hoa chuối đem lại đối với sức khỏe đó là bảo vệ tim mạch các bạn nhé. Các bạn biết rằng tim mạch là một trong những vấn đề mà khi lớn tuổi lên thì cái tình trạng bị bệnh tim mạch ngày càng nhiều. Cho nên đây cũng là một trong những thực phẩm có thể giúp cho chúng ta bảo vệ được tim mạch khỏe mạnh nhé. Chế độ ăn giàu kali sẽ giúp bạn bảo vệ được tim mạch. Hoa chuối là một trong những thực phẩm cung cấp cho chúng ta kali tuyệt vời ạ. Kali còn có tác động lên cơ thể, làm giảm lượng muối tích lũy trong chế độ ăn uống nhé. Hoa chuối là một trong một cách tự nhiên để cân bằng huyết áp của bạn ạ. Khi huyết áp của chúng ta được ổn định, cân bằng, không cao thì nó sẽ bảo vệ cho tim mạch của chúng ta tốt nhất ạ. Và thứ hai nữa, cải thiện hệ thống tiêu hóa. Đối với những người có hệ thống tiêu hóa kém, thường hay xảy ra các vấn đề như là trứng ợ lóng, đau bụng, táo bón, thì hoa chuối là một vị thuốc hữu hiệu khắc phục điều này các bạn ạ. Hoa chuối thì nó có cả các như chất xơ hòa tan, trong đó tăng tốc cái độ tiêu hóa nhé, và làm quá trình tiêu hóa của chúng ta tốt hơn, trơn tru hơn á. Nó sẽ đẩy đào thải được tất cả các cặn bã trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta qua đường phân nhé các bạn nhé, sẽ làm cho ruột của chúng ta sạch sẽ hơn ạ. Đây ạ, đây là hoa chuối mình vừa cắt xong các bạn nhé. Nhiều lúc chúng ta ăn hoa chuối rất là ngon nhé, nhất là hoa chuối mà các bạn cắt đấy, nó vừa mới nhú ra ấy, thì nó sẽ mềm, ngon và dễ ăn hơn là hoa chuối các bạn để cả nhé. Và lợi ích nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là hoa chuối giúp cho hệ thống quá trình chống lão hóa, các chậm lão hóa chậm nhé. Hoa chuối có rất nhiều vitamin C và các khoáng chất như là tannin, flavonoid. Tất cả các chất này đều được biết đến là có tác dụng đặc tính ngăn chặn hay chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa này rất là quan trọng cho sức khỏe vì chúng làm giảm căng thẳng của các tế bào kháng cơ thể khắp cơ thể các bạn nhé, và ngăn ngừa quá trình làm chậm lão hóa của chúng ta, giúp cho chúng ta sẽ trẻ lâu hơn ạ. Ngoài ra, hoa chuối còn có tác dụng là chống nhiễm trùng. Trong hoa chuối có chứa một chất gọi là ethanol với đặc tính là chống vi khuẩn nhé. Ethanol này thì không những giúp chúng ta tiêu diệt được những vi khuẩn mà còn hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như là sốt xuất rét hay là sốt xuất huyết các bạn ạ. Đối với những người bị thiếu máu thì hoa chuối có đặc điểm điều trị bệnh thiếu máu nhé. Thiếu máu là một quá trình hay là một tình trạng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe nhé.
Vì thế, cơ thể của chúng ta không có khả năng tạo đủ tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đến tất cả các tế bào của cơ thể các bạn nhé. Lúc này cơ thể cần sắt để có thể làm được điều này, thì hoa chuối cũng sẽ cung cấp đầy đủ sắt để tạo ra các tế bào hồng cầu nhé. Vì vậy tốt nhất người thiếu máu nên bổ sung hoa chuối trong thực đơn của chúng ta nhé. Tuần chúng ta có thể ăn 2 đến 3 bữa với hoa chuối ạ. Và nữa là nó còn giảm chết ạ. Là một trong những điều mà nhiều người thường gặp phải do áp lực từ công việc hay là môi trường sống, hoa chuối rất giàu magie, lại kháng khoáng chất nhé. Này còn giúp chúng ta thư giãn một cách tự nhiên, thúc đẩy khi giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, yên tĩnh, và một cách quan trọng để chúng ta giảm bớt cái chết trong cơ thể của mỗi con người ạ. Vì khi bây giờ chúng ta tiếp xúc với công việc, áp lực công việc nhiều hay là với những thứ mà môi trường đem lại sẽ làm cho chết của chúng ta rất là đấy nhé. Và nó còn điều hòa được huyết áp các bạn ạ. Hoa chuối giàu chất xơ, chúng có thể giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn chậm hơn và ngăn chặn lượng đường trong máu nhé. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng khi các bạn ăn hoa chuối, với người bệnh tiểu đường ăn hoa chuối, lượng đường trong máu sẽ giảm một cách hiệu quả xuống mức thấp đáng kể các bạn nhé. Do đó mà kết quả khi kiểm soát được các chứng về bệnh tiểu đường các bạn ạ. Ăn hoa chuối còn làm tan sỏi thận đấy. Vô số chất dinh dưỡng có trong hoa chuối có thể kích thích hoạt động mạnh khỏe của quả thận nhé. Thêm hoa chuối non vào chế độ ăn uống sẽ có tác dụng như một phương thuốc tự nhiên giúp làm tan sỏi thận gây ra đau đớn các bạn nhé. Và ngăn ngừa nguy cơ viêm nhiễm các cũng như là các vấn đề về đường tiết niệu ấy, giúp cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Các bạn có thể như là mình nói ạ, mình có nhiều video rồi, các bạn có thể làm nộm hoa chuối hay là xào hoa chuối hay canh hoa chuối hay là gỏi hoa chuối, các bạn có thể làm nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.